vợ bị chồng tạt nước sôi bỏng nặng chỉ vì gọi dậy ăn sáng. Vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng diễn ra gần đây khiến dư luận tại Thổ Nhĩ Kỳ vô cùng bức xúc. Theo đó, anh Aliay, 28 tuổi, bị cáo buộc đã tấn công và tạt nước sôi vào người vợ mình, cô Rukiyeay, 23 tuổi khiến cô bị bỏng nặng. Aliay và Rukiyeay là một cặp vợ chồng đã kết hôn 5 năm tại thành phố Konya, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 9 tháng 1, Rukiyeay muốn tạo bất ngờ cho chồng nên đã làm đồ ăn sáng và mang đến bên giường để gọi anh ta dậy dùng bữa. Thế nhưng bất ngờ đâu chưa thấy, người phụ nữ 23 tuổi đã bị chồng mắng như tát nước vào mặt vì tội đánh thức anh ta. Cụ thể khi cho lời khai lúc vẫn đang điều trị bỏng trong bệnh viện, Rukiyeay cho biết cô vô cùng hoảng sợ vì nguyên nhân của sự việc rất nhỏ nhặt. Cụ thể, hôm đó, khi chồng đang ngủ thì cô gọi anh dậy vì đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh, định tạo bất ngờ bằng cách làm điều lãng mạn. Tuy nhiên, có vẻ chồng cô không cảm thấy đó là lãng mạn. Khi bị kéo ra từ giấc ngủ, anh này bắt đầu gắt gỏng, nổi cơn thịnh nộ và cầu nhau hỏi lý do vì sao anh ta phải dậy ăn sáng. Nghe chồng quát bảo không muốn bị ai làm phiền, Rukiyeay đành phải bỏ ra ngoài và ngồi ăn sáng cùng con gái nhỏ. Nhưng Ali vẫn không tha cho cô. Người đàn ông 28 tuổi đùng đùng ra khỏi phòng và nói muốn ly hôn với Rukiyeay, sau đó giành quyền nuôi con. Thế rồi Ali đột ngột tưới nước sôi thẳng xuống cô, Rukiyeay vô cùng đau đớn. Người vợ đáng thương cho biết anh ta vốn định tạt nước vào mặt mình, nhưng cô đã kịp quay người né tránh. Anh ấy vẫn còn trong tâm trạng tồi tệ và nói với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn với tôi và giành quyền nuôi con gái của chúng tôi cho dù tôi có làm gì đi nữa. Tôi đã bỏ chạy và tôi nhớ lúc ấy chiếc áo phông ướt nhẹp dính chặt vào làn da bỏng rát vô cùng đau đớn. Sau đó anh ta tiếp tục tạt số nước còn lại vào hông tôi và té cả vào chân con gái tôi, cô kể trong sợ hãi. Được biết, Rukiyeay lúc ấy định trốn thoát nhưng đã ngất đi vì đau đớn. Hắn túm tóc cô, lôi cô vào nhà tắm. Tiếng khóc của con gái khiến cô tỉnh dậy. May sao lúc đó, hắn có một cuộc điện thoại từ bố mình nên cô đã chớp lấy thời cơ để chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Cảnh sát đã có mặt và xử lý vụ việc. Khi được đưa đến bệnh viện, phần lưng của người mẹ trẻ đã đỏ lựng, bong chóc nặng nề. Người chồng ban đầu bị bắt nhưng sau đó lại được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho phép tại ngoại giấy lên cơn sóng phẫn nộ trong dư luận tại nước này. Do phản ứng dữ dội của công chúng, cộng với khiếu nại từ luật sư của Rukiyeay, Ali đã bị bắt lại và bị tạm giam theo lệnh của trưởng văn phòng công tố viên. Hiện hắn ta đang bị tạm giam chờ xét xử. Nạn nhân cho biết, tôi không thể tin được, nếu anh ta trả tự do nghĩa là tôi và con gái tôi đang gặp nguy hiểm. Cô cũng kể rằng chồng mình trước đây từng dọa nếu giết vợ thì cũng chẳng ai đoái hoài vì đã có rất nhiều trường hợp chồng hành hung vợ sau đó chỉ chịu mức phạt rất nhẹ mà không phải ngồi tù. Một trường hợp tương tự vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Nghệ An, theo cơ quan điều tra, Bình, tên người chồng, với vợ có mâu thuẫn với nhau. Tối 10 ngày trước, khi gia đình đang dọn cơm ăn, Bình đi nhậu về và lấy rượu ra uống. Ăn cơm xong, vợ con Bình để mâm ở bàn rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi thấy mâm cơm trên bàn có vỏ ốc, Bình cho rằng vợ không dành phần. Gã đàn ông 41 tuổi dùng chiếc ghế nhựa đi về phía giường ngủ đánh vợ, cầm đĩa vỏ ốc cùng nước mắm hất vào người chị này. Gã chồng sau đó không dừng lại mà tiếp tục lấy ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt vợ, gây bỏng 30%. Công an huyện Đô Lương bắt giữ Bình sau đó và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi.